Thưa quý vị, không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt, mà việc mất nước kéo dài thời gian qua còn ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh nhà trọ của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Gia đình bà Cậy có 9 phòng trọ với hơn chục lao động từ nơi khác đến thuê. Việc kinh doanh trở nên khó khăn kể từ khi nước sạch cấp không ổn định. Và rồi 6 tháng nay, nước gần như mất hoàn toàn. Nhiều lao động có ý định trả lại phòng trọ để đi nơi khác thuê. Để giữ chân họ, ngoài giảm giá 200.000 đồng một phòng một tháng, gia đình bà phải đầu tư trên 20 triệu đồng để khoan giếng. Để khoan cái giếng 100 mét, không ăn uống được, lại phải mua nước bình để uống. Có nước sạch là 1,5 triệu, nhưng mà sau đó không có nước sạch thì tôi phải rút xuống 200. Mỗi tháng là cũng mất đi 1,8 triệu. Kinh doanh hơn chục phòng trọ từ năm 2017, chưa năm nào gia đình ông Khải, ông Đào thấy khó khăn như năm nay. Ngoài bị giảm lượng người thuê phòng trọ do doanh nghiệp cắt giảm việc làm thì nhiều lao động còn trả lại phòng do mất nước sạch kéo dài. Khắc phục tình trạng đó, các gia đình đã phải khoan giếng tới 2 lần mới có nước. Bức xúc nhất là về cái nước. 2021-22 thì cũng đã kiến nghị với cái công ty Nam Long ở trên Bần. Chúng tôi đây cũng làm nhiều đơn rồi. Thôn xong đến xã, đến năm 23 thì nó quá bức xúc là không thể có nước. Đến 4-5 tháng rồi không thợ đi thu tiền nước, không có lên được một số nào. Công nhân người ta đến, người ta không chỉ đáp ứng được, người ta bỏ đi. Gia đình lại phải khoan giếng khoan. Đầu tư ra khoảng cỡ 30 triệu thì bắt đầu mới được cái giếng ấy. Dù được chủ nhà trọ khoan giếng khắc phục tình trạng mất nước, tuy nhiên nguồn nước đó cũng chỉ dùng được vào việc sinh hoạt, giặt giũ, có nước để ăn, uống hàng ngày. Người lao động phải đi mua nước bình, gây tốn kém. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang phải đi mua nước sạch về để dùng. Mà cái vấn đề đi mua nước sạch đấy hiện nay thì đang tốn kém. Thiếu nước sạch, chỉ một số công nhân thì có ý định chuyển đi nơi khác ở. Thì làm giảm đi thu nhập kinh tế của gia đình cũng như là sự phát triển của địa phương. Xã Tân Lập có gần 2.000 hộ dùng nước sạch, trong đó có trên 1.500 hộ dùng nước sạch của nhà máy nước Phú Nối thuộc công ty cổ phần Nam Long Betico cung cấp. Do địa hình giáp với khu công nghiệp nên tỷ lệ hộ dân kinh doanh nhà trọ đông với trên 200 hộ. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, các hộ phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh. Về lâu dài, việc sử dụng nước giếng khoan không hợp vệ sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, và dù đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Và đây là vấn đề bức thiết, cần đơn vị liên quan vào cuộc giải quyết triệt để, đảm bảo quyền lợi cũng như là ổn định đời sống sinh hoạt của người dân.